Công viên Bến Bạch Đằng ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh sẽ được bổ sung thêm cây xanh, thảm cỏ, hệ thống chiếu sáng, ghế ngồi, lát nền mới, tạo cảnh quan thu hút du khách là điểm đến cuối tuần của người dân và cả khách du lịch. Được biết, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đã trình phương án sửa chữa cải tạo công viên Mê Linh và tượng Trần Hưng Đạo theo hướng giữ nguyên hiện trạng, cải tạo sửa chữa những chỗ hư hỏng, cải tạo chiếu sáng, trồng thêm cây xanh, đồng thời gia cố trùng tu những chỗ hư hỏng trên thân và bệ tượng đài Trần Hưng Đạo. Theo phương án thiết kế kỹ thuật của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, diện tích được cải tạo của công viên Bến Bạch Đằng là hơn 8.000 m², gồm hệ thống lối đi, đường dạo, sân bãi, cây xanh, hệ thống chiếu sáng, hệ thống tưới nước di động. Phạm vi cải tạo bao gồm toàn bộ khu công viên Bến Bạch Đằng từ cột cờ Thủ Ngữ đến ranh dự án khu phức hợp Sài Gòn Ba Son. Công viên Mê Linh bao gồm tượng đài Trần Hưng Đạo rộng 3.300 m². Theo đề xuất trước đó của Ủy ban Nhân dân quận 1, công viên được trồng thêm nhiều cây như lan rẽ quạt, lại ta, dứa vàng, lan chi, mai vạn phúc. Hệ thống chiếu sáng được bổ sung trụ đèn cao 3 m và trụ đèn cao 0,6 đến 0,8 m nhằm tăng ánh sáng. Khu vực lòng đường quanh công viên được thi công đệm cát, lát đá ba gian tự nhiên. Tọa lạc ở vị trí đắc địa bên cạnh bờ sông Sài Gòn, Bến Bạch Đằng được xây dựng nhằm mục đích chính là bến cảng phục vụ cho việc tàu thuyền neo đậu. Thế nhưng những năm gần đây, điểm du lịch Sài Gòn này đã hoàn toàn đổi mới với nhiều tiện ích được phát triển phục vụ cho du khách ghé thăm như công viên, ga tàu thủy, xe bus du lịch đường sông, quán cà phê, nhà hàng trên thuyền. Ngay kế bên bến là công viên Bạch Đằng có chiều dài khoảng 1.325 m, kéo dài từ cầu Khánh Hội với điểm nhấn là cột cờ Thủ Ngữ, chạy dọc bờ sông là mảng xanh và một số cầu tàu, nhà ga bến thủy nội địa. Vào những ngày cuối tuần hay các dịp lễ lớn trong năm thì công viên Bến Bạch Đằng kết hợp với phố đi bộ Nguyễn Huệ tạo thành địa điểm vui chơi lớn cho người dân thành phố cũng như khách du lịch.